Xin chào tất cả các cô, xin chào 500.000 anh em YouTube. Ngày hôm nay là ngày 21 tháng 9. Và video này Dung Dâu cũng lên video để báo máy cho các cụ này. Và nó là một ngày quá tải luôn. Từ những dòng cao áp này, rồi đến những dòng Cura. Đây là một con 30S này, cho một cụ ở Nam Định này. 30S nữa này, Bảo Lộc, Lâm Đồng này. Rồi là những cái dòng cao áp hàng giáp này, Hải Dương, Ninh Giang này, Nhà Bè, Hồ Chí Minh này, rất là nhiều luôn. Còn hôm nay là bắt đầu là Zulo về nhá các cụ nhá. Đây khung Zulo, khung máy rửa xe. Đây là cái sản phẩm mới bên Dung Dâu vừa mới đưa ra thị trường, vì vậy xưởng họ đang sản xuất chưa kịp. Hôm nay thì mới về được trước được khoảng chắc vài chục bộ thôi. Sóc Sơn, Hà Nội này. Rồi là motor này, rất nhiều luôn. Bắc Giang, Yên Dũng. Và đó là một ngày làm việc quá tải. Đây này, Thanh Oai, Hà Nội này, Bến Lức, Long An này. Đấy, anh em hoạt động từ sáng, chưa ngừng nghỉ đâu. Các cụ mà có nhu cầu về các cái dòng máy rửa xe, từ những cái dòng nhỏ nhất, đó là những cái dòng xách tay gia đình, rồi đến những cái dòng máy dây Cura, dây đai, và tiếp theo là những cái dòng máy rửa xe cao áp, lên theo yêu cầu, có thể là từ 2-3 ký, 5-7 ký, 10 ký, thì liên hệ với Dung Dâu qua số điện thoại là 0967 123 366 và 0855 777 555. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo video.